Bánh nha. Ờ. Đây đây. Đấy chờ Nghi Văn. Đây. Không. Ở đây nha. Đây, 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 đây là đó là chờ ke. Chờ ke. Đây là chờ Nghi Văn này. Ờ chờ Nghi Văn là đến đến tuổi nó mới lên chị ạ. Ở là vì dư mày ở trong phim ấy này. Tức là quảng cáo cái cảnh đẹp ở chợ tá mà. Hiểu không? Mọi người có các bạn nha, ai có nhu cầu thì mua cái hàng sạch ấy nha. Đây mọi người nha, thấy thấy bạn trẻ đấy nha. À, cháu cháu bán hàng hàng chi cháu? À, đây nha, đây là hàng dưa chua mọi người nha. Đây. Đây. Mọi người nha, đây tức là gặp bạn trẻ ở chợ Nghi Văn đây. Này, ở chợ Nghi Văn đây nha. Tuyệt vời không? Vì phim cháu lên ngoài đấy là tuổi Việt tuổi là nó vào cỏ đấy. Đây ạ. Cháu có đi bán mang chua nữa. Đây, mọi người có nhu cầu mua mua hàng mang chua. Đây, đây. Đây tức là bánh. À đây giò cháu. Bánh trứng này cả giò bên kia này này. Cái giò sạch đấy, bánh trứng sạch mọi người ơi. À cái cặp bạn trẻ đấy nha. Đây, mọi người nha. À bên này thì hàng bánh mướt rau sạch mọi người này. À đây là à, đây là chim cụt cháu ơi. À chim cụt đây nha. Mọi người nha. Đây là ca này. Ca ăn sống mọi người nha. Mọi người có nhu cầu thì đến ở chợ Nghi Văn nha. Đây là sữa sạch. Đây. Đây đậu phụ đủ các mặt hàng luôn mọi người và các bạn. Nếu như mọi người và các bạn có nhu cầu thì gặp bạn trẻ đấy nha. Tuyệt vời luôn đấy nha. Đấy. À đây tức là đây đủ các cái mặt hàng luôn mọi người. Thấy chưa? Đây là giao sắt mọi người ơi. Nếu như mọi người cần mua hàng phục vụ nông nghiệp thì liền đây. Chị không có ở đây. Tức là phục vụ nông nghiệp hoặc là phục vụ chăn nuôi. Hoặc là phục vụ nội trợ đều có giao mặt đây. Tức là các hàng nói. Chào nhà báo. Vâng, chào chị nha. Chúc chị khỏe nha. Vâng, chúc chị khỏe nha. Bây giờ mọi người ơi, tôi bây giờ lại có mặt ở quay Thúc Tây. Chưa bệnh. Đây có lẽ là các lực thủ chiêm có cho cháu này. Ở đây tức là chữa bệnh đau đầu nhức chốc rồi là mọi gối có cái thủ chiêm khác không cháu? Mà bạc là nhà bảo à. À đây cảm ơn anh đây, tôi lại gặp một anh cùng đồng nghiệp với tôi ngày xưa đây. Không này mới nhà bảo hoặc là cái thẻ tôi coi rồi đó. À rồi rồi. Chứ không bạc chụp lung tung với bạc cũng làm chi làm á. À rồi. Đấy nha mọi người và các bạn à. Có nhu cầu tức là mua hàng thuốc tây để chữa bệnh đấy. Đây gặp cô y tế trẻ đấy nha. Cháu tên là gì cháu? À tức là cháu Hào. Đây nha. Đây mọi người nha, đủ các loại thuốc luôn. Anh đây ăn ngày khẩn cấp. Ờ đây tức là đấy mọi người có nhu cầu mua hàng sạch nha. Đấy toàn hàng sạch ở chợ Nghi Văn quê hương tôi đấy. À quần cáo cái cảnh chờ của ta đẹp. Đấy đủ các hàng luôn. Đấy mọi người, à đấy giá sạch mọi người ơi. Giá rồi chua, à giá rồi là rau sạch à. Đấy mọi người có nhu cầu nha. Đấy tuyệt vời luôn. Đấy hàng dưa sạch đủ các mặt hàng hoa quả sạch mọi người và các bạn. À mọi người và các bạn ơi, đây có giá sạch này của gia đình làm đấy, đây các mặt hàng lộc đấy, lộc tuyệt vời nha mọi người nha, lộc sạch đấy. Nếu như mọi người có nhu cầu thì đến chợ Nghi Văn quê hương tôi nha. Đây gặp bà chủ đấy nha, đây gặp cô chủ trẻ mọi người ơi. Đây nha, đây không, đây là mít này, đây là chôm chôm này, đây là chôm chôm thật à mọi người nha.
đấy. Thì mọi người nếu có nhu cầu thì đến chợ Nghi Văn gặp bà chủ ấy nha, gặp bà chủ ấy nha mọi người nha. Đây mọi người nha, tức là có cái cành, tức là hàng sạch hết mọi người và các bạn. Đây, đây, à đây mọi người ơi, đây lê này, đây cũng là rau sạch này. À, cái giá này của là của gia đình làm hay? Cháu ơi, cháu đây là làm hân nồm này của là tất cả cái món hàng này là của gia đình làm này cả cháu ơi. Đấy, mọi người có nhu cầu thì tức là đến chợ Nghi Văn gặp các cô chủ trẻ nha. Đấy nha, mọi người nha. Thấy tuyệt vời không? Ở chợ Nghi Văn, Nghi Lộc, quê hương chúng tôi đấy.